Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 3 tháng 5 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, và ngày hôm qua thì chúng ta đã có những thông tin về chiếc Realme X Pro, một thương hiệu con của Oppo. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đưa thêm cho các bạn một thông tin nữa về một chiếc smartphone khác cũng có tên là X mà đến từ Redmi, chính là Redmi X. Các bạn đừng nhầm lẫn nhá, bởi vì Redmi X và Realme X thì đọc nó na ná nhau. Thế nhưng đây là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau nha, nhưng mà nói chung là chung quy chúng vẫn là những sản phẩm đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Thế nên là những nhà sản xuất Trung Quốc thì thường có những tư tưởng lớn để gặp nhau. Và điểm chung giữa hai chiếc smartphone này đều là có màn hình tràn viền thực sự và bổ sung thêm camera selfie dạng pop-up. Tuy nhiên thì camera selfie của Realme X sẽ đặt ở chính giữa, còn theo bức hình lộ trên Redmi X thì nó sẽ được đặt lệch sang bên trái. Và mặt lưng của chiếc Redmi X này sẽ là cụm 3 camera thiết kế khá giống với Xiaomi Mi 9. Ngoài ra thì chúng ta cũng không hề thấy cảm biến vân tay nào ở mặt sau, thế nên nhiều khả năng là nó sẽ được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Ngoài ra thì từ những hình ảnh quảng cáo thì chúng ta có thể thấy ngay được hình nền sử dụng ở đây chính là siêu anh hùng Iron Man, vì vậy có thể giao diện sử dụng riêng cho nhân vật này. Với cấu hình thì các báo cáo trước đây cho biết là Redmi X sẽ có tới 3 phiên bản cấu hình khác nhau, trong đó là model cao cấp nhất sử dụng con chip Snapdragon 855 mạnh mẽ nhất của Qualcomm, camera sau cảm biến 48 megapixel, pin với dung lượng lớn và hỗ trợ sạc nhanh. Trong khi biến thể với cấu hình thấp hơn của Redmi X sẽ được cung cấp sức mạnh từ con chip tầm trung là Snapdragon 730. Hiện tại thì Redmi vẫn chưa xác nhận tên gọi chính thức của chiếc Redmi X này là gì. Thế nên là chỉ biết rằng là điện thoại hàng đầu sẽ có con chip là Snapdragon 855 thôi. Trở lại khoảng cách đây 1 tháng, một danh sách điện thoại Redmi X đã được tìm thấy trên trang web mua sắm chính thức Jingdongmail của Trung Quốc. Thế nên kể từ đó là có rất nhiều những tin đồn đã suy đoán rằng một trong những điện thoại sắp ra mắt tới đây của Redmi sẽ mang tên là Redmi X. Một poster khác thì cũng đã xuất hiện trên Weibo, và văn bản trên poster này cũng cho biết là công ty sẽ công bố chiếc smartphone hàng đầu Redmi X của họ vào ngày 14 tháng 5 thông qua một sự kiện tại Bắc Kinh ở Trung Quốc. Và Redmi X dự kiến sẽ có màn hình là HD+, tích hợp với công nghệ cảm biến vân tay trong màn hình. Bên cạnh con chip mạnh nhất là Android hiện nay, thì điện thoại có thể đi kèm với RAM lên tới là 8GB, dung lượng lưu trữ tối đa là 128GB, pin 4000 mAh và cung cấp hỗ trợ sạc nhanh. Các bạn mến, OnePlus 7 Pro được chờ đợi sở hữu màn hình tràn viền với tần số quét là 90Hz và khả năng zoom quang 3x. Dự kiến thì vào ngày 14 tháng 5 tới đây, OnePlus cũng sẽ giới thiệu cho smartphone flagship của họ OnePlus 7 đi kèm với một phiên bản Pro. OnePlus 7 Pro thì có thiết kế khá giống với hình ảnh do về trước đây của OnePlus 7, và chiếc smartphone này thì sẽ có màn hình không viền kết hợp với thiết kế uốn cong tràn hai cạnh giống với Galaxy S10 của Samsung, và màn hình không hề có tai thỏ hay giọt nước nhờ có camera selfie kiểu thò thụt. Chưa hết phần thú vị thì CEO Peter Lau đã xác nhận rằng máy sẽ có màn hình với tần số quét lên tới 90Hz, tương tự như chiếc Razer Phone. Hiếm có một chiếc smartphone thương mại nào có tần số quét như vậy, trừ khi là những smartphone dành cho giới gaming. Ngoài ra thì OnePlus cũng đã nhá hàng những hình ảnh đầu tiên được chụp từ hệ thống 3 camera sau của OnePlus 7 Pro, qua đó thì cho thấy khả năng zoom quang 3x ấn tượng, hầu như là không có hạt nhiễu. Và OnePlus 7 Pro được đồn đoán là sẽ có 3 camera sau với cảm biến chính 48MP, được hỗ trợ bởi camera tele 8MP với khẩu độ là f2.4 và cảm biến góc siêu rộng là 16MP với khẩu độ là f2.2. Còn về cấu hình thì OnePlus 7 Pro sẽ có màn hình Super AMOLED 6.7 inch với độ phân giải là Quad HD+. Các thông số khác sẽ bao gồm vi xử lý Snapdragon 855, dung lượng RAM từ 6 đến 12GB, pin 4000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh WhatsApp 30W. Máy sẽ liên kệ với các màu sắc là Marble Grey, Iron và Nebula Blue. Mới đây thì ASUS đã đăng tải thông tin cho biết là ZenFone 6 sẽ thiết kế màn hình không viền. Xu hướng cho năm 2019 này sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 16 tháng 5. Và smartphone không viền đang được định nghĩa lại, đó là smartphone không có tai thỏ hay là có giọt nước, và tồn tại duy nhất một màn hình ở mặt trước và viền phẳng thật mỏng. Dạo một vòng những smartphone sắp ra mắt thì chúng ta có thể kể đến như là Realme X, Redmi X và OnePlus 7 Pro. Thì đó đều là những chiếc smartphone mới tràn viền thực sự và tích hợp camera selfie trong module thò thụt. Còn với ZenFone 6 thì ra mắt ngày 16 tháng 5 tới đây thì không dừng ngoài cuộc đâu. Để khởi động cho sự kiện ra mắt này thì ASUS cũng đã công bố hình ảnh teaser của chiếc smartphone ZenFone 6, cho thấy chúng ta có những thay đổi về thiết kế sắp tới. Có thể thấy là chiếc smartphone này sẽ có thiết kế không viền kèm camera selfie thò thụt,
Và teaser của iPhone 6 cũng đi kèm với slogan là Defy Ordinary, tức là bất chấp những điều tầm thường, cho thấy là Acer sẽ muốn thay đổi và tạo ra nhiều điều mới lạ cho chiếc smartphone sắp ra mắt của họ. Trước mắt thì iPhone 6 cũng đã từng được chứng nhận bởi FCC, tiết lộ thiết kế camera phía sau với tầm biến trình 48MP, và chiếc smartphone cũng cho sạc nhanh 18W và 2 SIM. Và theo AnTuTu Benchmark thì iPhone 6 được trang bị chip Snapdragon 855, RAM 6GB và dung lượng lưu trữ là 128GB. Và độ phân giải của máy sẽ là 1080px và được cài sẵn Android 9 Thai. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận cuối đời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!